Một là sẽ lâu lâu kiếm cớ chọt chọt một cái thì đúng là trải nghiệm cũng người ta cũng sẽ rất là khó chịu. Cái thứ hai là mình có cái niềm tin là làm sao để người ta thương mình thì mình tỏ cái lòng thương người ta để cho người ta mình thấy là ồ, tôi sẵn sàng hy sinh hết tất cả về bạn, tôi cho này cho kia thì chắc người ta sẽ quý mến mình. Thì đó cũng là cái niềm tin mà tụi em có. Nên hai cách thiệt là có trong đầu luôn. Nếu nó không đúng, anh đang không chơi theo hệ đó. Rất là chờ đợi. Cách thứ ba. Cách thứ ba, mình chơi rất là fair play. Ở chỗ là mình rủ người đó tham gia một cuộc chơi với mình. Và anh nghĩ đây là cái mà sau này anh nhìn lại có khi nó đúng. Bởi vì hai người yêu nhau, đến một ngày nào đó thật ra họ trở thành bạn đồng hành trong rất nhiều cái cuộc phiêu lưu trong cuộc sống. Từ việc mua ngôi nhà đầu tiên cho tới chuyện có được những đứa con đầu tiên, rồi chuyện gây dựng sự nghiệp, hay là họ là những người gọi là life partners. Cho nên cái cách mà anh không biết vì sao ngày đó anh làm được, mà ngày hôm nay anh nhìn lại anh thấy là it makes sense. Cái cô bé mà anh thấy rất là xinh nhất lớp anh là chuyện hiển nhiên rồi, mà thuộc lại hàng top trong khối luôn. Mà cô bé đó xinh quá. Cái anh làm ngày đó là gì? Là anh mời cô ta tham gia một cuộc chơi với anh. Đó là tham gia diễn thời trang cùng với anh. Nhân cái ngày 20 tháng 11 của trường anh thì có một cái buổi, mỗi một lớp sẽ có một cái phần tiết mục diễn thời trang. Và sẽ phải là, và cái bạn bí thư lớp anh đưa ra cái kèo rất khó. Tức là anh muốn, anh nói ô diễn, ta cũng muốn diễn. Dù anh là cái thằng lùn thứ nhì lớp anh á, anh nói get go. Đó là bí thư lớp anh nói ok Trí mày cũng được, không có ông nào làm thì thôi, không có chó bắt mày ăn cứt, bắt tao đi diễn, ok diễn. Nhưng mà trường yêu cầu hai người, một nam một nữ. Không thì giờ mày kiếm ai diễn chung với mày? Nó người ta biết kiếm ai giờ. Thì nói ủa mày khùng hả, lớp mình nhỏ này là hot nhất rồi, mày đủ đi được không? Thì giờ sao vậy? Thì mày rủ đi, lỡ cái nó, lỡ nó từ chối thì sao? Cái nhỏ bí thư đó bạn nói lỡ đồng ý thì sao? phải chạy nước miếng, chạy nước miếng. Nhưng mà trước đó là đã có cái mối quan hệ gì tốt đẹp với bạn đó chưa? Chưa có. Nói chung là như một cái người bạn học cùng lớp, thì là đi học làm bài, không có cái tương tác gì quá đặc biệt. Tức là mình nhận ra đây là một cô gái xinh xắn, và cái đó tất cả những đứa có mắt ở trong lớp anh đều nhận ra đa số. Và mình nói trời ơi, nếu mà quen được một cô gái xinh xắn thì còn gì bằng nữa. Còn dĩ nhiên có thể cô ấy cũng nhận ra anh không phải là thằng cao lớn nhất, không phải là thằng bóng bẩy nhất, không phải là thằng trong túi có nhiều tiền nhất trong lớp, chắc chắn là không. Nhưng cô ấy cũng nhận ra anh là một thằng học giỏi và rất là chịu chơi trong lớp. Thì đó là cái maybe, anh không biết cô ta có nhận ra hay không luôn, anh I don't know and I don't pretty much care. Anh nghĩ đó là một cái hành động mà it makes all the difference. Anh đến và anh nói bạn ơi, có cái buổi diễn thời trang nè, bạn tham gia diễn với mình nha. And she said yes. Anh có phải là phải băn khoăn rất là nhiều, nói gì ta, rủ sao ta, đồng ý sao ta, mình nói câu gì chứ bạn ơi? Không được, có cái này hay nói như thế nào, nghe anh kể thì ok, rủ nói ồ bạn ơi, bạn đi nhảy với diễn thời trang chung với mình không? Yes. Xong thì cái quá trình trước đó nó như thế nào? Có một chút may mắn ở chỗ đó là bởi vì đúng là tới thời điểm đó anh cũng là một thằng FA, tức là anh rất là chịu chơi, rất là nhiệt tình, nhưng mà trong tình trường anh thật sự không phải là một đứa quá tự tin. Cho nên một cái điều gọi là yếu tố may mắn là có khi nó cũng sẽ từ chối, và nếu nó từ chối anh cũng không quá ngại. Tại vì cái cô đó là hot girl, cô đó thật sự rất là xinh và rất là đẹp. Mình nói là ồ, mình cũng không phải là hot boy, đúng không? Cho nên nếu mà mình đến mình từ chối thì thôi, bị từ chối thì thôi. Thì anh nghĩ đó là một cái yếu tố may mắn, mà cái yếu tố may mắn đó anh nghĩ là cũng đến từ một cái sự tỉnh táo, là mình không có đèo bồng, mình cũng không tự huyễn hoặc mình là mình như thế này, mình như thế nọ, mình như thế kia, đúng không? Mà mình hiểu rất thực tế là mình là vậy. Mình maybe 7 điểm chứ mình không phải là thằng 9 điểm rưỡi. Cho nên là có cái đó anh sẽ không tới với cái bộ dạng là quy lụy là bạn ơi đồng ý giùm tôi đi. Mình không sợ. Tại vì nếu cổ từ chối thì anh sẽ hoàn toàn hiểu được. Và anh đã chuẩn bị tâm lý luôn là nếu bạn từ chối thì tôi đi mời cô khác. Tại vì bạn thật sự rất là đẹp, rất là xinh. Cho nên nếu bạn từ chối thì tôi cũng không vì vậy mà quá buồn. Cái anh muốn ở thời điểm đó anh nghĩ là cái rất là lucky. Và it's beautiful ở chỗ là anh không có desperate, anh không tuyệt vọng. Tại vì cái anh muốn ở thời điểm đó không phải là cái cô gái đó là bạn gái của anh, mà cái anh muốn ở thời điểm đó là anh muốn được diễn thời trang. Và anh biết cái anh muốn rất rõ, cho nên xin lỗi, bạn chỉ là partner thôi, còn nếu bạn không có thì thôi. Chứ anh không dùng cái chuyện diễn thời trang đó để cua cái cô đó. Anh không nghĩ tới chuyện cua, tại anh cũng không nghĩ được maybe cô ta sẽ là bạn gái mình. Không dám nghĩ tới. Hoặc là thật ra lúc đó anh rất là tập trung vào cái chuyện chơi. Vì vậy
mà cái thần thái anh đến lúc đó rất là ngầu. Em nghĩ đây là một ý rất rất là hay, tại vì từ xưa tới giờ trong đầu của những cái người mà nó ít sợ, sợ gái, ít nói, vẫn luôn nghĩ là bên kia sẽ có thể có cái cách nào đó để nói chuyện trực tiếp với bạn này, đến cái là hỏi trong cái cuộc hẹn hò: bạn ơi, chiều nay uống nước với mình không? Thì nhưng mà cái mà anh bắt đầu là rất là khác với cái cô gái đẹp nhất, và mình có cái cớ, mà cái cớ đó nó là cái cớ rất chân thật, rất là, chứ nó không phải là cái cớ. Anh phải dùng đúng cái chữ là nó là cái mục tiêu của anh, là anh muốn được chơi trong cái cuộc chơi đó, anh muốn được đứng trên sân khấu và diễn thời trang, là cái thứ mà một thằng mặc cảm về ngoại hình, một thằng từ nhỏ lớn nhiều khi luôn bị gọi là thằng lùn. But if I have a chance, I wanna do it. Và anh muốn thử cái trải nghiệm là nếu mình đứng trên sân khấu và diễn thời trang thì nó sẽ như thế nào. Nên em nghĩ là nó không phải là thứ mà mọi người hay suy nghĩ và chờ đợi là có cái câu nói gì đó hay không để mà có thể chinh phục. Nó không phải là miệng lưỡi, nó không phải là nó phong vào hào hoa, phong lưu, nói này nói kia, tự nhiên câu đó muốn đi với mình, mà là mình thật sự có cái mục tiêu của riêng mình và rủ đồng hành không được thì đúng người khác. Dĩ nhiên lúc đó thì là mình mình cái sự mê gái của mình nó cao hơn, thì cái mong muốn có được một cô bạn gái của mình nó có sẵn rồi, nhưng mà again nó vẫn hơn 50% là tôi muốn theo đuổi cái cuộc chơi của tôi muốn theo đuổi một cái mong muốn của tôi. Thì anh nghĩ cái đó nó tạo nên cái sự hấp dẫn của một cái người đàn ông, là cái người đàn ông có cái mong muốn trong cuộc đời, trong cái cuộc sống của anh ta ở thời điểm đó có một cái mong muốn cụ thể, và anh ta nghiêm túc với chuyện đó, anh ta trở nên rất là hấp dẫn. Anh nghĩ không chỉ anh ta mà là cô ta, anybody fall in love with what you do, then the whole world will fall in love with you. Là khi mình thật sự đổ cái dồn được cái tình yêu thích vào cái việc mình đang làm, cái việc mình muốn làm với cuộc sống, với công việc của mình, mình say mê với cái việc mình làm á, thì cái thế giới này sẽ bắt đầu say mê mình. Thì anh mới nói luôn là quay trở về cái chuyện cô gái á, anh mới thấy là gì, là đừng bao giờ để mình rơi vào cái vị thế desperate. Thầy anh nói là when you're desperate, it's written on your face. Khi mình tuyệt vọng và mình trong cái vị thế cầu cạnh, nó viết trên mặt mình á, everybody can see it. Nếu mà tới đây thì em muốn hỏi thêm một xíu nữa nè. Em nghĩ là lý do mà để mà mình không có sợ cầu cạnh, thứ nhất mình có mục tiêu rõ ràng, mình biết là mình tới để làm cái gì. Nhưng mà cái thứ hai em dự đoán nha, là để một người có được cái ngầu đó, thì thật ra trước đó trong cái cuộc sống cá nhân của mình cũng đã có được nhiều thứ khác say yes với mình rồi. Mình muốn làm này, mình tới mình làm. Còn nếu một cái người từ nhỏ tới lớn đều luôn rụt rè mà chưa bao giờ có được một điều gì hết, thì họ sẽ rất là mong đợi sẽ có. Cái đó không thể sai được, đó hoàn toàn chính xác. Là dĩ nhiên cái sự tự tôn của mình, đúng không? Tức là bằng cái chuyện là mình đặt ra những mục tiêu và đạt được nó nhiều lần trong cuộc sống của mình, thì cái sự tự tôn của mình nó cao. Nhưng nói trong cái khía cạnh tình yêu thôi nè, là có rất nhiều người á, họ yêu ở trong đầu, họ yêu trong cái lý thuyết và trong trí tưởng tượng của mình nhiều quá, và nó thiếu cân bằng với cái yêu trong thực tế. Tại vì yêu trong thực tế là quá trình hai người tìm hiểu nhau, còn yêu trong đầu á tức là mơ mộng. Thì á, cái mà anh nghĩ là gì, là cái phần mơ mộng này nè, chậm lại một nhịp đi. Ví dụ như mình thấy cái cô đó dễ thương á, ồ sao mà cổ gì duyên dáng quá, cái nụ cười cái ánh mắt, wow, it's beautiful. Dừng lại ở đó đi. Xong rồi, vậy thì mình làm cái gì để mình tìm hiểu? Take action liền. Bởi vì có khi là sau cái duyên dáng đó là một cái cô gái mà không có đầu óc, không tinh tế, hoặc là giữa nó không có khéo léo và nó chất lớp. Thì sao? Thì mình phải tìm hiểu. Và khi cái tình yêu nó, cái sự quý mến của mình á, nó vừa phải. Thì khi đó tìm hiểu liền cho tôi, thì lúc đó cái vị thế của mình cũng rất là bình tĩnh. Để đến là hey, can we be friends? Chúng ta đi uống nước được không? Chúng ta bạn muốn tham gia cái cuộc chơi này với mình không? Bạn nó có cái phim này hay lắm, bạn đi coi phim với mình không? Và mình không hề có ý định là bạn phải commit với mình 100 năm, hay là lập gia đình và đẻ ra những đứa con, đúng không? Chúng ta tìm hiểu nhau được không? Vì đó lần đầu tiên nhìn vô xong rồi sẽ bắt đầu tưởng tượng là nếu mình quen cô ấy rồi mình sẽ như thế nào, mình cùng nhau đi chơi chỗ này chỗ kia, và mình tưởng tượng liên quan tới một bộ phim nào đó, đi trên biển, đúng tay nhau tung tăng tung tăng tung tăng, và mình vẽ ra trong đầu của mình những cái hành vi và những tính cách mà cô đó cũng không có mà có khi đến từ một bộ phim nào đó, từ một cái cuốn truyện nào đó, một cái khuôn mẫu xã hội nào đó mà nó không đúng của người ta. Là một. Và cái thứ hai là khi mà Khương sống trong cái trí tưởng tượng đó, sướng không? Sướng. Sướng. Và cái sự sung sướng trong cái tưởng mình sẽ được vậy, được vậy, cô ấy sẽ như đẩy lên cao quá. Thì cái sự sung sướng nó quá lớn đi, để cái việc không đạt được cái sự sung sướng đó trở nên quá khủng khiếp. Giống như là mình chơi chất kích thích á, để rồi mình nghiện cái chuyện
mình sống trong một cái, những cái người xài chất kích thích là những người họ sống trong một cái sự sung sướng ảo giác, nhưng mà vì nó quá sướng đi, cho nên cái chuyện mà không thể đạt được cái ảo giác nó biến thành một điều quá là khủng khiếp. Và họ sợ, sợ là không sợ có từ chối đó hả, và sợ trong... là nếu mình mở lời ra và bà cổ từ chối, có nghĩa là tất cả những cái sự sung sướng này là vô nghĩa, là không có thật. Nhưng mà ngay từ đầu ai biểu mày tưởng tượng cái đó. Thêm một cái nữa là khi mình có tưởng tượng đó, cái mặt mình tới á, mình chỉ hỏi là mình có thể uống nước với bạn hay không, nhưng mà trong mặt mình nó đã vẽ ra viễn cảnh sợ uống nước, xong mà hai đứa quen nhau xong đi tới cái này đi đi về gặp về thì gặp cái bạn gặp kia sợ, cái bạn kia cũng sợ luôn. Cái mặt của nó sao mà nó đã tính 10 bước chung với mình rồi, mình yes với nó cái nó dẫn mình về nhà ra mắt ba má luôn. Chính xác, thì cái mặt nó đầy cái âm mưu đó, cái đó nó viết trên mặt là đây là kế hoạch đó, trong vòng 6 tháng sắp tới anh sẽ đưa em về, rồi em sẽ có bầu, em sẽ đẻ con, you know, rồi em sẽ coi anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ đó, đúng không? Trong khi các bạn đó nói không, tôi còn muốn học lên thạc sĩ, mình còn muốn đi du học, đúng không? Mình muốn làm cho một cái công ty đa quốc gia, có khi mình muốn khởi nghiệp, như đó. Thì chính xác là khi mà mình đặt ra một cái mong đợi và mình tưởng tượng ra một thứ quá khủng khiếp, thì mình sợ là mình, cái nỗi sợ không đạt được nó sẽ rất là lớn, và cái plan đó is written on your face and it freaks people out. Ok, em nghĩ là đó, nó có ra thêm được rất là nhiều những thứ mà mình không có nhìn ra được. Chỉ ở ngoài nhìn ra chỉ có một câu nói là ồ bạn này tiên tới, nó hỏi một câu cái đến đồng ý, tự nhiên hai đứa quen nha. Chứ bạn này tự tin lắm, chứ bạn này là phong lưu lắm, bạn này miệng dẻo miệng lắm, làm sao không mình hả? Nói được cái câu đó giống bạn này ta. Mà nghe đồng phía sau nó có rất là nhiều những cái mà nó diễn biến cái tâm lý của một người. Thường là ok vậy thì không phải là làm sao để mình có thể dũng cảm để tiến tới nhiều hơn, mà thật ra làm sao mình tự đẩy mình lùi về phía sau. Mình từ tốn hơn. Mình đừng có tự cản mình. Yes, yes, yes. Còn mình setup đúng thì thực ra cái việc mà bộc lộ ra đằng trước nó cũng không quá khó. Nhưng mà mỗi người tự đẩy mình về sát trên tường. Đúng, thì đừng có tự đẩy mình về phía sau. Họ tự tạo ra một cuộc chơi quá khó để rồi họ thất bại. Và đi tìm một cái lời giải nó không có thật luôn. Exactly. Không chỉ là tình yêu, mà trong bất cứ mối quan hệ nào, nhanh là chậm, mà chậm là nhanh. Mình cứ muốn cho nhanh, nôn á là nó bể hết. Trong khi mình cứ từ tốn. Nó đúng luôn cái quy trình tự nhiên, nó từ từ nó nảy mầm. Từ tốn thì nó lại rất là nhanh. Tại vì từ tốn á thì nó làm bạn được không? Mà cái đó hay lắm. Ở chỗ là gì? Là nó làm bạn đi. Rồi nếu mà mình hợp nhau, mình yêu nhau được á, thì quá vui. Còn nếu mà mình không yêu nhau được thì mình vẫn là bạn. Và mình có một cô bạn rất là xinh, một cô bạn rất là thông minh, đúng không? Để rồi sau này mình có một cái đối tượng tiếp theo mà mình muốn chinh phục, mình đến mình hỏi cô bạn đó. Ê, hỏi thiệt luôn nha, đó tao mày là bạn tao nha, tao mày không còn ý đồ gì hết đúng không? Ok nha, bây giờ mày giúp tao con nhỏ kia được không? Bây giờ tao cần phải mua một cái món đồ cho nó, mày có nhiều kinh nghiệm chỉ tao đi. Trời ơi, mình thấy là gì? Là khi mình từ tốn và mình rất là cởi mở với cái cách mà cuộc sống này nó unfold, nó mở ra cho mình, cái tự nhiên mình thấy nó rất là thoải mái, nó rất là, tức là đôi khi mình tự nhiên mình đốt sẵn sàng đón nhận tất cả những cái đốt hết tất cả những cây cầu xung quanh mình, rồi mình nói là tôi không có lối đi. Nếu có thể chốt lại cái thảo luận ngày hôm nay đó, thì là anh nghĩ là mình take it easy xíu thì tự nhiên nó easy. Tức là mình xem cái việc đó nó vừa phải, tại vì tình yêu quan trọng chứ, nhưng nó cũng chỉ là một phần trong đời sống của mình thôi. Nó còn những cái ấp ủ, những ước mơ, rồi sức khỏe, gia đình, bạn bè, đúng không? Thì mình đừng có all in. Mình all in cái tự nhiên mình mất bình tĩnh đi. Em là tất cả của đời anh yêu. Em là tất cả của đời, nếu không có em anh sẽ chết. Cuối cùng không có em thì anh chết, sống chết dở. Rồi nó nát hết tất cả những cái còn lại trong cuộc đời anh, đúng không? Thì cái đó là cái a hi hi đồ ngốc. Cái việc quan trọng là việc quan trọng, nhưng nó không phải là việc duy nhất. Và khi mình xem nó một cách nhẹ nhàng hơn thì tự nhiên nó nhẹ hơn với mình. Và khi nó nhẹ cái mình không áp lực, mình không có sợ, mình không có căng thẳng. Cái rồi khi đó mình đánh thức được cái sự khôn ngoan của mình, khi đó mình đánh thức được cái bản tính chân thật của mình, thì nó lại nhanh hơn rất nhiều và nó trúng hơn rất nhiều.